Bố lưu ý ba hành vi của trẻ tưởng khôn nhưng lại là ẩn họa hành vi thời nhỏ sẽ góp phần tạo nên tính cách đặc trưng của trẻ trong giai đoạn trưởng thành. Vì vậy bố cần tinh ý nhận ra những hành vi nào chưa tốt ở con để uốn nắn ngay từ nhỏ. Nhiều thói tật không tốt ở trẻ thường được người lớn cổ vũ mà không biết nếu trẻ tiếp tục hành động như vậy, lớn lên con sẽ dễ hư hỏng. Tiện đầu lấy đó trẻ thường có thói quen đến chơi nhà ai, nhìn món đồ nào ưng bụng là giấu mang về, hoặc đi đến bất kỳ nơi đâu như cửa hàng, siêu thị, cứ thấy món nào mình thích là lén giấu vào người. Nhiều bố thấy con như vậy chẳng những không nhắc nhở mà còn cổ suý cho rằng con làm vậy là khôn. Thực ra, đó là thói ăn cắp vặt. Nếu bố không ngăn chặn từ nhỏ, lớn lên con có thể thành kẻ trộm cắp hoặc sống gian dối, thiếu trung thực. Để sửa chữa tật xấu này ở con, ngay khi phát hiện con giấu đồ của ai đó. Bố cần nói cho con hiểu đó là hành vi gian dối. Đồng thời, bố hãy yêu cầu con trả đồ vật về lại vị trí ban đầu và xin lỗi chủ sở hữu món đồ không chấp nhận thua cuộc khi thua cuộc một số trẻ thường biểu lộ sự cộc cằn và không chịu chấp nhận sự thật bố cứ nghĩ đó là phản ứng bình thường của trẻ nhưng thực ra đó là biểu hiện của sự ích kỷ luôn xem mình là trung tâm vũ trụ nguyên nhân là do trẻ được nuông chiều thái quá ngoài ra nét tính cách tiêu cực này còn xuất hiện khi bố mẹ người thân quá tự hào về trẻ khiến con ngộ nhận về khả năng của mình những đứa trẻ có hành vi như trên thường không biết chia sẻ quan tâm đến người khác khi lớn lên con khó làm việc hòa hợp trong môi trường tập thể thiếu kỹ năng xây dựng các mối quan hệ do không biết nhường nhịn luôn xem ý kiến của mình là trên hết để triệt tiêu tật xấu này ở con bố không nên tỏ thái độ tự hào thái quá về con trước mặt mọi người nếu thấy con thông minh học giỏi bố hãy khen ngợi nỗ lực của con thay vì chỉ nhấn mạnh đến thành tích trong đời sống hàng ngày nếu thấy con có những suy nghĩ coi thường người khác thì bố phải chỉnh ngay hứa suông bố đã bao giờ gặp phải tình huống này đứa trẻ trong nhà mồm miệng ngọt ngào luôn vâng dạ lễ phép xin lỗi ngay khi phạm lỗi và hứa sẽ sửa chữa nhưng sau đó con chẳng bao giờ chịu sửa lỗi toàn hứa xuông. nếu sự việc lặp đi lặp lại thì bố cần phải thay đổi con nếu không lớn lên con dễ trở thành người thất hứa không đáng tin cậy bố hãy nghiêm khắc với con ngay từ những lần đầu phạm lỗi sau khi con nhận lỗi bố hãy nhấn mạnh bố chỉ bỏ qua cho con lần này bố sẽ phạt nặng nếu con chỉ hứa suông không biết sửa đổi và bố nhớ hãy phạt con nghiêm khắc nếu con thường xuyên phạm cùng một lỗi mà không có ý thức sửa chữa ngoài ra bố hãy làm gương cho con nói lời phải giữ lấy lời nhờ đó con sẽ học được cách tôn trọng lời hứa và giữ chữ tín với người khác có thể nói các ông bố thông thái luôn nhìn vào hành vi của trẻ phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất ổn để giúp trẻ loại bỏ những tật xấu từ sớm